Trời ơi, lần đầu tiên mình làm cái món khô nhục của Lạng Sơn này nè. Mà thành quả thì mọi người xem như vậy là có ok chưa? Mà phải công nhận với mọi người á, mình chưa làm cái món nào mà nó gian nan như cái món này luôn. Đầu tiên đi chợ thì không có ai chịu bán thịt heo tản cho mình hết. Nên là mình phải mua một cái dây á, khoảng 3kg như vậy nè. Rồi về cắt lấy cái miếng khoảng tầm 1kg để đem đi luộc. Khi luộc thì mọi người cho thêm ít hành với ít gừng vào cho nó thơm nha. Bước 2 thì mình sẽ đi sơ chế phần cải chua. Cải chua sau khi mua về thì mọi người sẽ rửa sạch, vắt ráo nước, rồi bập nhỏ như mình đang làm ở đây nha. Món này á, theo như mình tìm hiểu là hình như xuất phát từ bên Trung Quốc. Rồi khi qua Lạng Sơn á, thì món này sẽ có thêm cái hàng mắc mật này nữa. Mình sẽ chuẩn bị gừng nè, tỏi và hành tím. Mình sẽ đi giã nhuyễn ra. Sau khi giã nhuyễn xong thì mình sẽ cho thêm cái hạt mắc mật và giả chung nữa. Lúc này là phần thịt heo của mình nó đã mềm rồi nè. Tính ra thì mình sẽ luộc khoảng tầm 20 phút. Trong thời gian mà chờ thịt nguội thì mình sẽ đi xăm cái phần bì của nó. Rồi mình cho vào đó là một muỗng mật ong, nửa cốc nước. Rồi mình sẽ lăn đều miếng thịt ở trên cái hỗn hợp này nha. Mục đích hình như là để xíu nữa mình đem đi mình chiên nè, thì cái phần thịt heo của mình á nó sẽ lên màu đẹp hơn. Có một lưu ý này nè, khi chiên mọi người để lửa nhỏ trước, rồi từ từ á mới cho lửa lớn dần lên. Và nhớ là phải lau khô miếng thịt trước khi chiên, chứ không á cho vào lửa nổi như pháo hoa luôn. Cái này là kinh nghiệm xương máu của mình nè. Cái miếng thịt của mình á chiên lên nhìn màu nó có đẹp ghê chưa. Chiên xong á thì mình lại cho miếng thịt vô trong cái nồi nước. Trong thời gian chờ thịt nguội nữa thì mình sẽ đi cắt một củ khoai môn. Phần này thì mọi người cắt vuông vuông giống như mình đang làm ở đây nè, rồi cho vào cái chảo dầu hồi nãy á mình chiên sơ luôn. Tính ra làm cái món này nhiều bước ghê. Nãy giờ bước thứ mấy rồi mình còn không nhớ nữa. Mình sẽ đi phi thơm cái phần hành, tỏi và gừng, rồi cho cải chua vào xào chung. Gia vị nêm nếm sẽ có 3 muỗng nước tương, nửa muỗng ngũ vị hương, 3 đến 4 viên chao đỏ, nửa muỗng bột ngọt và 1 muỗng đường. Mình sẽ xào cho tới khi nào mà nó săn, nó lên màu đẹp như thế này nè. Mà có cái thắc mắc này nè, mình không hiểu là tại sao cái món ăn này nó lại tên là khâu nhục vậy mọi người. Đáng ra nó phải tên là khâu cực mới đúng chứ. Thịt heo sau khi đã nguội và mềm rồi á thì mình sẽ cắt thành từng miếng dày khoảng tầm 1cm như thế này. Mọi người cắt miếng thịt heo càng đều á thì hồi nữa cái thành phẩm của mình á nó lại càng đẹp. Mình sẽ xếp ngang ngắn lại rồi mình cho cái phần bì xuống bên dưới. Rồi tới khoai và cái hỗn hợp cải chua hồi nãy chúng ta xào nè. Cuối cùng là mình sẽ được một cái tô như thế này. Tới đây á là gần xong rồi, mình cho thêm một xíu nước rồi mình sẽ đem đi mình hấp. Nghe đâu là hấp phải tới 3 tiếng lận. Chờ mãi thì khoảng tầm 3 tiếng nó cũng xong. Thật ra thì mình làm đại thôi, chứ mình cũng có biết làm đâu. Trên mạng hướng dẫn sao á thì mình làm y chang như vậy. Cũng đặt cái đĩa lên xong nó úp ngược cái tô lại nè. Cơ mà ông trời á thì không có phụ lòng người, có làm á thì mới có ăn. Mà làm cực á thì sẽ được ăn ngon. Nhìn cái thành phẩm này á nó đã mắt thật sự luôn. Vừa đẹp nè, vừa thơm. Cả cái nhà của mình á bây giờ toàn mùi khâu nhục không à. Món này á thì mình nghe nói là ở đám cưới ở Lạng Sơn á chỗ nào cũng có. Ăn chung với lại cơ cơm trắng hoặc là xôi trắng là ngon nhất. Mọi người coi miếng thịt của mình nè, nhìn thôi là đã biết hỏng giòn rồi. Hấp cả 3 tiếng như vậy thì giòn cái gì nổi nữa. Mà ăn thịt không thì không có đã lắm, phải ăn chung với cải dưa chua và cả khoai nữa. Đây là lần đầu tiên mình ăn cái món này luôn á. Cho vô cái miếng thịt tay luôn. Ngon thật sự. Đồ mềm của nó thì mọi người có thể nhìn ở đây nha. Sắn nhẹ ra một cái là đã tách đôi ra rồi. Tuy nhìn thì nó rất là béo, nhưng mà ăn thì nó lại không ngán. Nói chung là tuyệt phẩm, bạn nào mà chưa thử thì nhất định là phải thử. Mua cũng được, tự làm cũng được, nhưng mà nhất định phải thử cái đặc sản này nha.